Chị và các bạn à, hôm nay mình nấu cái món súp súp của Ukraine của chú à. Thì người Ukraine nấu món súp thịt gà này nó như thế này nè. Là cái thịt gà mình mua về ha, mình muốn cắt nhỏ cắt lớn thì tùy thích. Mình bỏ nước vô mình nấu. Mình nấu vừa phải từ cái món súp này, mình nấu không có lỏng quá. Nấu nó sệt sệt ăn nó sẽ ngon hơn. Cái này mình đổ nước ít à. Xong rồi mình nấu lại cái nấm này. Nấm này là nấm rừng. Ở trong cái rừng thông á, nó đặc thù ở trong rừng hái về xong rồi phơi khô rồi sẽ đem nấu súp. Loại nấm này không ăn tươi nhưng mà phải phơi khô xong mới nấu súp. Vì vậy cái loại nấm này đặc biệt nữa là không có cái nông trại nào mà tự trồng được cái loại nấm này. Nó chỉ mọc tự nhiên. Từ những cái lớp lá thông mà lâu năm á nó bị nó ẩm á, khi mà mùa mưa xuống nó sẽ mọc cái nấm này lên. Nên là không có cái nông trại nào mà có thể tự tự trồng được cái loại nấm này cho nên là rất là đặc biệt, nó rất là mắc. Đó, thì thịt gà mình hầm nó chín á, mình sẽ bỏ khoai tây vô. Hôm nay mình nấu khoai tây nhiều để cho cái nước súp nó đặc. Nên là mình nấu khoai tây nhiều. Đó. Rồi mình sẽ để cái gì hầm nó trong vòng 30 40 phút gì đó. Cho đến khi nào mà khoai tây nó chín mà cái nước súp đó, nó sệt sệt á, xong mình sẽ bỏ nấm vô. À, trong cái thời gian mình chờ nấu súp á, thì bây giờ mình sẽ xào cái phần hành với lại cà rốt vô. À, để xào cái hành này nó thơm, hành tây. Vàng á, bây giờ mình sẽ bỏ cà rốt vô. Xào cái này lên cho nó thơm. Mình cho vào chút xíu muối. Cái món súp này chỉ nêm muối thôi à. Người Ukraine nấu súp chỉ nêm muối thôi chú chị. Rồi có những món thì nấu với lại sữa lên men. Có những món thì nấu với lại tương cà. Nhưng mà với cái món súp này thì chỉ nêm với lại muối. Súp cũng bỏ muối và xào cái này luôn cũng bỏ muối luôn. Để cho nó ngấm vô cà rốt thì nó sẽ ngon hơn. Rồi mình xào trong vòng khoảng 5 phút. Để cho cái cà rốt này nó chín nè. Là được. Phải xào cho cà rốt nó chín nha. Chứ xào mà sống là nấu nó sẽ không có ngon á. Xào cho nó chín. Để khi nào mà mình nấu xong cái nồi súp á, mình sẽ bỏ cái cà rốt vô là nó sẽ là được. Cho đây chút xíu nước. Khoai tây nó nhuyễn thôi nè, nó chín rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho nấm vô. Mình nấu thêm chừng nào nấm nó mềm. Lá cà ri cho nó thơm. Nấu súp. Và những em tất cả các món Âu á đều có cái lá này để cho nó có cái mùi thơm. Đó. Giờ bỏ nấm vô. Thêm 15 phút nữa để cho cái nấm nó mềm hơn chút, nó thấm vô nữa. Này là cái thì là khô. Đâu? Sao con? Đâu? Đâu? Đâu?
mà. Tí mà ơi. Cơm chưa? Đó, đây là cái món súp của người Ukraine hay vào nấu vào những cái mùa mùa đông của chú vậy. Hoặc là những cái bữa tiệc nào đó người ta sẽ nấu cái món súp này, tại vì nó đặc biệt ở cái chỗ là nấm. Cho nên là họ dành cái nấm này nấu vào những cái lúc mà tiệc tùng gì đó sẽ nấu cái món súp này. Xin chào bà, xin chào cô chú, xin chào các bạn. Xin chào các chị và các bạn. Đi mai chờ mở camera lên mới xin chào cho cô chú giỏi không? À, hôm nay cả nhà mình ăn thịt súp. Xin mời cả nhà ăn đồ. Ừ, đau quá. Ai con ăn? Bánh mì của con này. Xin mời. Đây đó chị. Молча.
Bạn chưa ra nó sushi sushi chị tôi nghĩ cả tuần nay còn một tuần nữa thì em sẽ tìm một cái tay để kiếm được số thì số tay gì sẽ được bao nhiêu rồi mà bỏ trong cỡ cái vụ nấm có đứa chị biết không ở ở đâu hả ở in Vinh là cái khu cái thành phố mà gần Kiev với lại những cái đầu mà bị chiến tranh á quân Nga đóng ở đó hầu như là hai thành phố này thiệt hại rất là nặng luôn á Ukraine với lại in Vinh thì hôm cách đây khoảng một tháng á cách đây khoảng hai tuần thì có một cô ở cái thành phố đó đi vô rừng Ukraine rừng khắp nơi luôn. Thì cô đi rừng hái nấm á thì nấm nó theo mùa nữa nó có rất là nhiều loại nấm trong rừng thì cô đi vô rừng hái nấm hái nấm á cô chú anh chị biết không đạp xuống mình á nó nổ bị rồi cô bị mất hết một cái chân luôn đạp xuống mình á nổ cô bị mất một cái chân đó. Ở Ukraine thì rừng khắp nơi với lại sông nước có nhiều nói chung là hầu như là chảy đều hết đất nước cả đất nước luôn vì vậy mọi người sống ở đâu cũng có thể đi rừng hay nắm được á nhưng mà tùy loại nắm nhiều thế thôi hả chưa có nam hết mất cái chân quân Nga nó mà đi nó mà đi ra khỏi cái khu nào nó đóng quân á mà khi mà đi ra khỏi á nó để lại mình đặt mình nhiều lắm ở trong nhà nó ở trong nhà người ta nhà người dân người ta bỏ đi nó ở đó xong rồi đến lúc mà nó đi nó cũng cài mình nữa mà nó cài mình nó không để nó trốn nó kiểu nó giấu cái quần áo hay những cái quạt gì trong trong nhà để mà khi mà người dân mà trở về là nó cũng muốn hại người dân như vậy luôn. I think about forest. Women go to forest to get the mushroom. Some questions after we will be much bigger. Cho nên hiện tại những cái thành phố nào mà đã bị quân Nga chiếm đóng thì khuyến cáo là mọi người không được xuống hồ tắm nè, không được vô rừng nè. Không được cắm trại trong rừng luôn, rất là nguy hiểm tự nhiên mình nhiều quá. Nó có bị bắt chước Lucas tất cả mọi thứ luôn rồi các bạn. Làm gì mất chước á.